tin cập nhật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Tân Thạnh. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Tân Thạnh, trong tổng số 10 trường hợp F1 liên quan đến 2 bệnh nhân 7.176, 7.177 tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, đã có 2 trường hợp xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, hai trường hợp dương tính mới nhất liên quan đến hai vợ chồng bệnh nhân 7.176 và 7.177 là người mẹ và đứa con của hai bệnh nhân lần lượt có mã định danh bệnh nhân là 7.871 và 7.872. Mặc dù trước đó cả hai F1 này xét nghiệm PCR lần 1 đều có kết quả âm tính. Hiện ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Tân Thạnh đã truy vết được hai F1 và 132 F2 liên quan đến hai ca nhiễm mới này. Đồng thời khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và truy vết các trường hợp F3 có liên quan để có hướng xử lý tiếp theo. Như vậy, nếu tính cả hai ca dương tính mới nhất, thì tổng cộng đã có 5 trường hợp nhiễm COVID-19 tại khu vực này. Trong đó, bao gồm một trường hợp là bệnh nhân đã về tỉnh Đồng Tháp.